Ok, cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình cái bài task speaking sắp tới nha. Câu đầu tiên này, hello, how are you today? How can I call you? Là gì nhỉ? Hôm nay bạn thế nào? Tôi có thể gọi tên bạn là mình trả lời là hi, good morning, good evening, good afternoon. I'm very good today. Hôm nay tôi rất là tốt. I'm great. You can call me. You can call me Anna as my English name. Đấy, có thể nói thêm rồi. As là như là tên tiếng Anh của tôi. As my English name. Được chưa? Okay. How is the weather today? Hôm nay thời tiết như nào? It's very hot. It's very hot. It's sunny. It's sunny. It's rainy. It's rainy. Okay, mọi người nha. Okay. Do you know how many seasons are there in a year? Là bạn có biết là trong năm có bao nhiêu mùa thì mình trả lời. There are 4 seasons. Nhớ gì đó? Seasons in a year. Rồi mình kể tên nè. Summer, autumn, winter, and spring, spring, spring. Để cuối cùng mình nhớ and nha. Do you like summer? Yes, I do. Hoặc là no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Các bạn nhớ luyện theo phát âm của cô nha. What was your favorite season? Mình có thể trả lời là I like spring. Hoặc là mình sẽ nói là my favorite season is spring. Nên nói thêm lý do nữa, why? Wow. Because I love take holiday. Đúng không? Mùa xuân là mình Tết là vào mùa xuân đúng không? Mình thích mùa xuân thôi. I love take holiday. I get lucky money. Tôi có nhiều tiền mừng tuổi. What nationality are you? Là bạn quốc tịch gì? I'm from Vietnam. Tôi đến từ Việt Nam. I'm from Vietnam. So I'm Vietnamese. Okay, chưa? So I'm Vietnamese. When's your birthday? Birth. Nghe được bài âm thanh nha. When's your birthday? My birthday is on the 22nd of March. Ví dụ như sinh nhật của tôi ngày 22 tháng 3. Ngày 22 tháng 3 là sinh nhật ai nhỉ? Sinh nhật cô Thúy chứ sinh nhật ai nữa, đúng không? Okay, do you have any brothers or sisters? Bạn có anh chị em gì không? Yes, I do. Okay, no, I don't. I have nếu mà có em trai chị gái thì mình nói younger brother hoặc là sister tùy nha. Nếu mà lớn tuổi hơn thì chúng ta dùng older, a younger, đúng không? Hoặc là sao? I have an older, nếu mà lớn tuổi hơn thì mình dùng an older brother. Sao mình có thể nói thêm tuổi của anh chị mình nữa? Ví dụ như là he is 14 years old. Years old. Okay? Nói thêm tuổi nghề nghiệp. Ví dụ he is a student at Đại Đông Secondary School, Kim Đông Secondary School.
Anh ấy đang học trường cấp 2 chẳng hạn, có thể nói thêm nhá. Tiếp theo này, who do you love the most in your family? Bạn yêu quý ai nhất trong gia đình? I love my mom the most because she bởi vì mẹ tôi rất là tốt bụng, she is kind, đúng không? Tốt bụng này. And she take care, chăm sóc gia đình tôi rất là tốt, takes care of my family very well. Wow. Đấy, mọi người, đây là bài gợi ý của cô Hơ và các bạn tự viết bài sau đó gửi qua cho cô sửa nha. Do you have any pets? Bạn có thú cưng nào không? Do you have any pets? Yes, I do have, no I don't. Yes, I have a dog. His name is, ví dụ mình có thể nói tên tuổi, his name is Meat. Tùy mọi người nha. His name is heo đồng hạn, pig, dog nhưng mà tên là pig, đúng không? Ví dụ thế, bao nhiêu tuổi thì đây? Nha, cho thêm vào, tuổi vào. Nó có màu gì, lông màu gì? It's yellow, it's brown, it's blonde, vàng hoe, it's white, black. What do you often do? What do you often do when you have free time? Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh? I often watch TV. Tôi thường xem TV nè. Watch TV. And help my mom. My mom to do housework. Tôi thường xem TV và giúp đỡ mẹ tôi làm việc nhà. What do you eat for breakfast? Bạn ăn gì cho bữa sáng? I often, or I usually, mấy cái từ này mình học rồi. I usually eat bread and drink, ăn bánh mì và uống sữa, drink milk for breakfast. What kind of food do you like? I like chicken. Tôi thích ăn gà and fish and gì đó, pasta, mì ống hoặc là gì, pizza. What time do you wake up? Wake up là mình mới mở mắt thôi, đúng không? Mình có thể dùng get up là lúc mình thức dậy hẳn rồi. Thế nha, I often get up at 6 a.m. Tôi thường thức dậy vào buổi sáng vào lúc 6 giờ bởi vì tôi phải đi học, because I have to, tôi phải go to school. But now I get up late. Nhưng bây giờ tôi thức dậy trễ bởi vì mùa hè mà, because it is summer vacation. Because it is summer vacation. Thì nghỉ hè là vacation. Ví dụ thế. What time do you go to school? I usually go to school at 6:30. Wow. How do you go to school? Là bạn đi đến trường bằng phương tiện gì? My
Ví dụ như bố tôi đưa tôi đến trường, my father takes đưa tôi takes me to school by his car, by his motorbike. Đúng không? Bố tôi đưa tôi đi học bằng xe xe máy của ông ấy, hoặc là mình nói là tôi đi bộ đến trường, I walk to school, đúng không? I walk. Bạn nào gần nhà đi bộ, walk to school. Đúng không? Hoặc là mình đi xe đạp, đúng không? I ride my bike to school. Yeah. What time do you go to bed? Này dễ rồi. I often go to bed. I often go to bed at 9 p.m. 9 p.m. What is the fastest animal in the world? Cái này bài học trong sách nè. Động vật nào nhanh nhất thế giới? The cheetah is the fastest animal in the world. Con cọp ấy. Không phải, con báo nha. What is the biggest ocean in the world? Đại dương nào lớn nhất thế giới? The biggest ocean in the world is Pacific Ocean, là gì? Thái Bình Dương. Quốc gia nào lớn nhất thế giới? The biggest country in the world is Russia. Russia, các bác phát âm cho chuẩn vào nhá. Đấy, đây là một số những câu mình có thể hỏi người nước ngoài, ví dụ như là are you from England? Bạn đến từ Việt Nam phải không? À, đến từ nước Anh phải không? Where do you live in Vietnam? Bạn sống ở đâu ở Việt Nam? How long have you been in Vietnam? Bạn ở Việt Nam bao nhiêu lâu rồi? Hoặc mình có hỏi thêm một câu nữa là gì nhỉ? How long are you planning to stay here, stay in Vietnam? Bạn định ở Việt Nam bao lâu nữa? Ví dụ thế. Do you like the weather in Vietnam? Bạn có thích thời tiết ở Việt Nam không? Mình có thể hỏi thêm là how is the weather, thời tiết ở đất nước bạn bây giờ như thế nào? Weather in your country. Hả? What food do you like to eat in Vietnam? Bạn thích món ăn nào Việt Nam? Do you often go to the beach? Bởi vì đa số nhờ người nước ngoài đang ở Đà Nẵng, cho nên mình hỏi là bạn có thường đi biển không? Do you like swimming on the beach? Bạn có thích bơi trên biển không? Đúng không? How do you feel about the people in Vietnam? Bạn cảm thấy người Việt Nam như thế nào? Have you been to Ho Chi Minh City? Bạn đã đến Sài Gòn chưa? Hoặc là mình có thể đưa vào những cái thành phố khác, ví dụ have you been to Hội An? Đúng không? Have you been to Hạ Long Bay? Đấy, Vịnh Hạ Long. Which place do you like the most in Vietnam? Bạn thích nơi nào nhất ở Việt Nam? Do you have many friends in Vietnam? Bạn có nhiều bạn bè ở Việt Nam không? What do you often do with them? Bạn thường làm gì với họ? Do you like sports? Bạn có thích thể thao không? What kinds of sport do you like? Bạn thích môn thể thao nào, được chưa? Rồi còn đây là cái đề phần mà hình ảnh bức tranh. Thì ví dụ như bốc vào cái nào, các bạn sẽ nói cái đấy nha. Các bạn bốc vào cái nào thì sẽ nói cái đó. Ví dụ như này nè. Ở đây là nói về giờ giấc, đúng không? Cái này thì tí nữa cô sẽ tìm cái bài giảng cũ đấy, cách nói về giờ giấc ấy. Ví dụ như là giờ rưỡi thì mình sẽ bình thường mình nói là 7:30, đúng không? Bây giờ mình sẽ nói là 7:30. Đấy. Giờ rưỡi thì chúng ta sẽ dùng 7:30, được chưa? Cái giờ kém thì ví dụ như ở đây là 8:15, đúng không? Mình sẽ nói là
It's quarter to eight. Đấy. Thì quarter là một góc phần tư, cứ 15 phút thì mình đọc là a quarter. Quarter to eight. Đấy, giờ kém thì mình dùng to, giờ hơn thì mình dùng past. Ví dụ như là 8:15 đây là giờ hơn đây thì mình sẽ là it's a quarter past five. It's a quarter past eight. 8:15. Đó, được chưa nhỉ? Đấy, thì cái phần nói này các bạn mà nói được giờ hơn giờ kém thì sẽ được điểm cao hơn nha. Còn không thì nói giờ bình thường, ví dụ như là 8:15 là 8:15 thì bình thường rồi. Ngoài ra thì sẽ hỏi về bạn sở trường của bạn là cái gì, tức là bạn giỏi về cái gì đấy. Ví dụ, are you good at swimming? Bạn có giỏi bơi không? Yes, I'm quite good at swimming. Tôi cũng khá giỏi về bơi. Are you good at cooking? Nấu ăn có giỏi không? No, I'm bad at cooking. Tôi tệ nấu ăn lắm. Đúng không? Are you good at playing chess? Bạn có giỏi chơi cờ vua không? I'm very good at playing chess. Tôi rất là giỏi về cờ vua. Đấy, thì mình sẽ dùng là I'm quite good là khá tốt, very good là rất giỏi. Còn tệ thì I'm bad, I'm not good chẳng hạn. Đấy, ngoài ra thì cô sẽ kiểm tra về cái cách mà các bạn dùng always, sometimes, never, tức là những cái trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Thì khi mà mình nói về trạng từ, dùng trạng từ chỉ mức độ thường xuyên thì những cái trạng từ này sẽ đứng trước đứng trước động từ thường và sau động từ to be. Ví dụ I'm late, tôi trễ đúng không? Nhưng mà mình nói là I'm always late thì nó đứng sau động từ to be, tôi luôn luôn trễ. Nhưng mà đứng sau, nó đứng trước động từ thường có nghĩa là đây để cô nói lại lý thuyết này. I am late, tôi trễ đúng không? Nhưng bây giờ mình nói là I'm always late là đứng sau động từ to be. Được chưa? Hai là ví dụ tôi get up late. I get up late, tôi thức dậy trễ. Nhưng bây giờ nó sẽ đứng trước là gì nhỉ? Động từ thường. I often get up late. Tôi thường thức dậy trễ là cách dùng của động từ của trạng từ chỉ mức độ thường xuyên. Các bạn sẽ nhìn vào bức tranh, sau đó là giáo viên nước ngoài sẽ hỏi là does, ví dụ như là does Billy ví dụ ở đây mình có hai tích là always, một tích là sometimes, còn dấu nhân là never đúng không? Mình ví dụ hỏi Billy là does Billy never play tennis đúng không? Billy không bao giờ chơi tennis phải không? Mình nhìn vào mình nói là no, he doesn't. He always play tennis. Ok chưa? Là mình hiểu không nhỉ? Đấy thì mình sẽ phải trả lời như thế nha. Tiếp theo là cái này là phải so sánh hơn thì cô sẽ cho hình và các bạn nhìn vào đọc, sau đó nhìn cái đọc hiểu đó, sau đó là sẽ phản xạ trả lời cho cô. Ví dụ như là so sánh hơn thì gì nhỉ? Thì mình sẽ dùng nhiều, ví dụ như là dùng tính từ cộng ví dụ tall thì thành taller, cộng với than, he's taller than me, anh ấy cao hơn tôi. Còn nếu mà cao nhất thì mình là he is the tallest in my class. Đúng không? So sánh hơn thì mình sẽ dùng tính từ cộng với tall được thành taller, cộng với than me, anh ấy cao hơn tôi. Nhưng bây giờ anh ấy cao nhất lớp là he is the, thì so sánh hơn nhất thì mình dùng the tallest in my class. Mấy bạn nào mà học trước rồi thì sẽ hiểu cái câu nói này. Các bạn xem lại cái gì không hiểu thì hỏi cô nha. Chúc lớp mình thi tốt nghe, bye bye class.